Cassano, Juventus như cặn bã ở hai cúp châu Âu. Danh thủ Italy Antonio Cassano chỉ trích Juventus và huấn luyện viên Allegri về thất bại ở bán kết Europa League. Juventus chỉ có 2 pha phản công và 2 cơ hội từ các tình huống cố định, Cassano nói ngày 19 tháng 5 về diễn biến trận bán kết lượt về Europa League. Juventus luôn như vậy. Họ đến Champions League và trông như một đống cặn bã. Giờ họ xuống đá ở Europa League và điều tương tự diễn ra. Trên sân Sevilla ngày 18 tháng 5, Juventus dẫn trước từ phút 65 nhưng không giữ được lợi thế. Đội chủ nhà chỉ cần 6 phút để gỡ hòa. Đến phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên, Eric Lamela đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla. Đội bóng Tây Ban Nha vào chung kết với kết quả chung cuộc 3-2. Về nguyên nhân thất bại của Juventus, Cassano cho rằng huấn luyện viên Allegri phải chịu trách nhiệm. Ông cho rằng mỗi khi Juventus thua, Allegri lại đổ lỗi cho người khác và nêu lý do khách quan. Huấn luyện viên người Italy không giành được danh hiệu nào từ khi trở lại Juventus năm 2021. Hai năm qua, họ chẳng đá được trận nào ra hồn, Cassano khẳng định. Về Sevilla, Cassano cho rằng việc lọt vào chung kết Europa League là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Cựu tiền đạo này ca ngợi cách Sevilla kiểm soát bóng khi gặp khó khăn. Đó là trận đấu của một đội Tây Ban Nha, Cassano nói. Từ đầu đến cuối, chỉ có một đội chơi bóng là Sevilla. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Juventus từ 2014 đến 2019, Allegri giành 5 Serie A, 4 cúp Italy, 2 siêu cúp Italy và 2 lần vào chung kết Champions League. Nhưng ông chưa thành công từ khi trở lại năm 2021. Mùa trước, Juventus chỉ về thứ 2 siêu cúp Italy và cúp Italy, xếp thứ 4 Serie A và dừng bước ở vòng 1/8 Champions League. Mùa này, mọi thứ thậm chí tệ hơn. Juventus dừng bước ngay ở vòng bảng Champions League, bán kết Europa League và bán kết cúp Italy. Thầy trò Allegri đang xếp thứ 2 Serie A 2022-2023 với 69 điểm sau 35 trận, hơn đội xếp thứ 5 AC Milan 8 điểm. Nhưng nguy cơ bị đẩy ra ngoài top 4 vẫn tồn tại. Juventus đang chờ kết quả tòa phúc thẩm xử vụ gian lận tài chính. Nếu bị kết tội, câu lạc bộ có thể bị trừ ít nhất 9 điểm. Ở phiên sơ thẩm, họ bị trừ 15 điểm. Juventus gặp khó khăn tài chính từ năm 2020. Hè trước, họ phải bán De Ligt cho Bayern và không thể gia hạn với Paulo Dybala, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa 2021-2022. Juventus vẫn giữ các kỷ lục giành 36 Serie A, 14 cúp Italy và 9 siêu cúp Italy. Trên đấu trường quốc tế, họ có 2 cúp C1, Champions League, 1 cúp C2, 3 UEFA Cup, Europa League, 2 siêu cúp châu Âu và 2 cúp liên lục địa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.